Những điểm chính rút ra từ lời nói đầu. Tiền là năng lượng cảm xúc. Lời nói đầu giới thiệu ý tưởng rằng tiền không chỉ là một thực thể vật chất mà còn mang theo năng lượng cảm xúc. Nó có thể mỉm cười hoặc khóc tùy thuộc vào cảm xúc gắn liền với việc cho đi hay nhận lại. Hành trình cá nhân. Ken Honda chia sẻ một giai thoại cá nhân về thành công ban đầu, việc lựa chọn hạnh phúc và sau đó khám phá ra mục đích giúp đỡ người khác thông qua các bài viết của mình. Khám phá tác động cảm xúc của tiền. Tác giả phản ánh năng lượng và cảm xúc liên quan đến tiền ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Những cảm xúc tích cực, chẳng hạn như tình yêu và lòng biết ơn, có thể biến tiền thành tiền hạnh phúc, ảnh hưởng đến cả người cho và người nhận. Tiền là công cụ để thay đổi tích cực, câu chuyện nhấn mạnh tiềm năng của tiền bạc trong việc mang lại niềm vui, lòng biết ơn và hạnh phúc, đặc biệt là khi được cho đi một cách hào phóng và mang lại năng lượng tích cực. Sự chuyển đổi của tác giả. Tác giả nhận ra rằng tiền là năng lượng dẫn đến cam kết lan tỏa năng lượng tài chính tích cực trên toàn cầu. Nhận thức này đã thôi thúc anh viết Tiền Hạnh Phúc như một phương tiện chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về việc thay đổi mối quan hệ của một người với tiền bạc. Các mục có thể hành động. Suy ngẫm về tác động cảm xúc của tiền bạc, hãy xem xét những cảm xúc liên quan đến các giao dịch tài chính của bạn. Bạn đang cho hay nhận tiền với năng lượng tích cực hay tiêu cực? Hãy suy nghĩ xem điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tài chính của bạn. Thực hành việc cho đi có ý thức. Khi cho tiền, hãy làm việc đó với tình yêu thương, lòng biết ơn và niềm hạnh phúc. Hãy ý thức về những cảm xúc mà bạn gắn liền với các giao dịch tài chính, hướng tới nguồn năng lượng tích cực. Thay đổi quan điểm của bạn về tiền bạc, thách thức những niềm tin tiêu cực về tiền bạc. Thay vì xem nó như một trở ngại, hãy xem nó như một công cụ để thay đổi tích cực, có khả năng mang lại niềm vui và thịnh vượng. Khám phá mối quan hệ của bạn với tiền bạc, dành thời gian để hiểu cảm xúc và thái độ của bạn đối với tiền bạc. Xác định bất kỳ cảm xúc tiêu cực hoặc niềm tin hạn chế nào và nỗ lực chuyển đổi chúng thành tích cực. Đọc Tiền Hạnh Phúc để có những hiểu biết sâu sắc hơn. Hãy cân nhắc việc đọc cuốn sách để khám phá sâu hơn những hiểu biết sâu sắc của tác giả và lời khuyên thiết thực về việc thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền bạc.